Xin chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu với loại đồng hồ Anen ST180, Anen ST180. Đây là một dòng đồng hồ amber kim. Đây, amber kim. Đó. Thì mình giới thiệu một xíu là bên mình đang bán loại này với cái giá là 200 ngàn. Các bạn mua hàng bên mình á, là sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Với cái giá này thì mình chưa có cộng tiền ship vô nha. Thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại trên đây để mà liên hệ để mà mua cái đồng hồ này giá với là 200 ngàn và các bạn sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Rồi, giờ vào vấn đề chính, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ Amber kim này Anen ST180. Thì đồng hồ này sẽ kèm theo được những gì cho chúng ta? Cho chúng ta là một cái hộp nè, hộp hai cái tờ hướng dẫn. Thì một tờ là của Trung Quốc, một tờ là tiếng Anh ha, tờ là tiếng Anh. Ta sẽ nhìn sơ qua thông số của đồng hồ này ha. Đây. Thì đồng hồ này các bạn sẽ đo được volt tối đa là 600 V. Đây, 600 V một chiều, xoay chiều. Điện trở thì tối đa là 40 mega ohm ha, rất là lớn ha. Rồi đo ampere thì tối đa là 400 ampere. Ampere xoay chiều bạn nha, xoay chiều nha, chứ ampere một chiều không đo được. Đo tần số là 4 MHz ha, 4 MHz. Đo tụ thì 4 MF, thì MF này nếu đổi ra U á thì là 4.000 UF các bạn nha, 4.000 UF. Mình đọc UF với MF cho các bạn dễ hình dung, chứ đọc đúng á, theo nó này là 4 MF, milli farad. Còn U á, cái chữ U á đọc là micro farad ha, mình đọc M đi cho các bạn dễ hình dung. MF, 4 MF này đổi ra là 4.000 UF. UF là cái này nè. Rồi. Độ C không 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 đo được nha, cái này chỉ là nhiệt độ cho nó làm việc thôi, cái độ C này các bạn không cần quan tâm. Rồi, ok, đó là nhìn sơ qua. Chúng ta sẽ có là một cái đồng hồ, một cặp với đo kèm theo. Mình thấy cặp này cũng khá là xịn các bạn nha. Đây bạn thấy nè. Cái cặp này là cũng khá là tốt đó. Đây. Thấy mà thấy không? Cặp này dây dây này cũng khá là to. Cặp que này là một loại que tốt ha. Và chúng ta sẽ có bên đây là pin. Sẽ dùng là hai viên pin 3A. Khi bạn mua mình sẽ bạn cái được tặng pin sẵn nha, bạn cứ yên tâm ha, pin sẽ được tặng sẵn ha. Đây. Nếu bạn nào thường hay dùng đồng hồ cũng biết rồi, cái hãng Anen này á, là một hãng lớn bên Trung Quốc ha, hãng lớn nha, sản xuất rất là nhiều loại đồng hồ. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có nè, đo ampere xoay chiều nè, đo tần số nè, đo thông mạch nè, đo tụ nè, đo điện trở nè, diode nè, đo volt một chiều nè, đo volt xoay chiều nè, đo NCV nè. Đây là hai thang tắt, nó có hai thang tắt luôn, các bạn dùng cái nào tắt cũng được ha, hai thang này tắt thang nào cũng được. Nó sẽ có đèn pin đó nha. Đây mình sẽ mà thử mở qua cho bạn coi. Đây là đó, ok chưa, đây là con số của nó nè. Muốn bật đèn pin á, chúng ta sẽ bấm vô đây nè, bấm và giữ nha. Đó, đây đèn pin, đó đèn pin. Khi chúng ta làm ở chỗ nào ban đêm chúng ta vẫn có thể bật đèn pin lên ta làm, nó dễ ha. Tắt này bấm vô giữ 3 giây nha, bạn nhớ là bấm giữ 3 giây để bật để tắt nha. Rồi chúng ta sẽ thử đo NCV là đo điện không chạm đó, thì sẽ như thế nào ha. Đây NCV điện không chạm nè, đó để gần nó sẽ kêu nha. Đây đó, chú ý á, là cái cảm biến nó đặt ở chỗ có bóng đèn led này nè, cảm biến nó đặt chỗ bóng led này nè, nên nếu bạn đưa càng gần bóng đèn led này thì sẽ càng kêu nhanh nha. Đây đó, thấy chưa, đó đưa xa ra này nó không kêu nè, cái cảm biến nằm đây các bạn, bạn chú ý đưa gì lại cho này nha. Đó thấy chưa, ok. Rồi để mà sử dụng đồng hồ này chúng ta sẽ cắm que vô ha, que đen thì chúng ta cắm bên chân cơm, que đỏ chúng ta cắm bên chân bên đây. Rồi ta sẽ có hai cái que đồng hồ để mình ta đo. Rồi ta sẽ thử đo tần số ha. Qua hai đo tần số ha, đây tần số rồi đó, tần số ta sẽ thử ta đo coi. Đây 49 hết 50 hết ha, đây 50 hết ha. Chúng ta muốn giữ giá trị này lại đúng không, ta bấm nút bên đây nè, nút nút bên đây các bạn, nút chữ HBL bên đây nè. Đây đúng vô, nó sẽ giữ giá trị lại, chúng ta buông ra nó vẫn còn ha, nó vẫn còn không mất đi. Chúng ta muốn bật cái đèn nền, ở đây có đèn nền các bạn, bấm vô bật nó, đèn nền rất là sáng nha, hãy đem đi
chỗ tối là vẫn không sao ha, đèn nền. Rồi mình sẽ thử đo thông mạch ha. Để đo thông mạch được cái máy này á, các bạn chỉnh vào qua bên đây nè, qua bên đây. À, nhưng mà bên đây xong các bạn thấy nè, màn hình đang hiển thị hiển chữ M ohm. M ohm là đang chức năng đo ohm á, chúng ta sẽ bấm bấm đến cell nè, nút cell thấy không? Thấy nút nút cell này không? Đây, chỗ đèn nè, bấm vô. Sẽ chuyển qua chức năng đo diode nè. Bấm cái nữa. Chuyển qua chức năng đo thông mạch nè. Thông mạch nè, chập que thứ nha. Đó, ok chưa? Rồi, chúng ta bấm cái nữa à, bấm cái nữa. Là qua qua đo tụ nè, thấy không? Đó, chúng ta sẽ có bốn chức năng. Bốn chức năng tích hợp vô trong cái thang này. Chúng ta muốn chuyển từng chức năng, chúng ta bấm nút bên đây để ta chỉnh, nút nút cell là để chỉnh. Đó. Select các bạn, select này đọc viết tắt nó là select là chọn á. Ok chưa? Chỉnh là đó. Mình sẽ chỉnh qua thang, đây là thang đo thông mạch phải không? Này thông mạch nè, đo nè. Đó, ok chưa? Rồi thang đo tụ nè, đo tụ phải không? Lấy cái tụ và đo thử nha. Đây là một con tụ quạt các bạn nha. Tụ này là 1,5 UF. Mình sẽ đo thử coi nó ra bao nhiêu à, đúng không nha. Khi đo tụ các bạn nhớ đợi và khoảng 10 giây để cho nó nạp nó xả nha. Rồi đây. 1,55 UF. Ok chưa? Tụ 1,5 mà ra 1,55 là ổn rồi nha. Rồi. Mình thử một con tụ khác các bạn nha. Thử một con tụ khác coi nó ra giống không. Đây. Đây là một con tụ 33 UF. Đo thử coi. Các bạn nhớ đúng cực nha. Tụ này có phân cực. Đây cái que mình cầm nó hơi bị rối ha. Rồi. Khoảng 5 giây, 10 giây nó mới hiện lên nha. Đây, 33. Ok chưa? Tụ 33 U nè. Thì nó ra cái đồng hồ nó ra là 33,934 là được rồi nha. Ok nha. Rồi. Mình sẽ tiếp tục mình đo bấm một chuyển qua cái khác. Bấm bấm đây là chuyển nha. Rồi, chuyển qua ký hiệu này là ký hiệu của điện trở nha. M ohm là điện trở nha. Rồi đo điện trở nè. Mình sẽ lấy một con điện trở mình đo thử cho các bạn coi ha. Đây, đây là hai con điện trở mắc nó tiếp nhau nè, đó. Bây giờ mình chỉ đo một con thôi. Đo con bên đây đi. Khi đo điện trở các bạn chú ý lấy cái tay ra. Đừng có chạm tay vô cho nó ra đúng nha. Đây là điện trở 39 kg nha các bạn. Rồi coi coi nó ra 39 kg không nè. Đây. Nó ra 30. Đây mình sẽ gắn cho chặt lại. Đây 38,83 là gần 39 rồi các bạn nha. Ok nha. Rồi thử cái con bên kia, thử con màu xanh coi. Con màu xanh là điện trở 10 kg các bạn nha. Con màu xanh là điện trở 10 kg nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ có là nâu đen đen là 100 với màu đỏ. À đây, nâu đen đen nghĩa là 100 với cái dòng màu đỏ là dòng 2 số 0 nữa. Vì là sẽ có 4 số 0 là điện trở 10 kg ha. 10 kg mà nó ra đây là 9,94 gần 10 kg rồi, là ok rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đo hai con luôn, hai con nó tiếp luôn coi ra nhiều, nếu chính xác 49 kg nha. Đây 48,7 gần 49 các bạn nha. Đây 49 luôn, thấy chưa? Đấy hai con này nói tiếp nha, ra 49 đúng rồi. Rồi ok, mình thử đo diode nha. Thử đo diode, chúng ta sẽ bấm vô đây, chỉnh qua diode. Đó diode nè, hình cái điều hành diode nè, với hình chữ V là volt. Nhiều bạn hỏi mình là ủa diode sao volt, diode là đo điện trở chứ sao diode là volt. Là các bạn chưa hiểu về linh kiện ha. Diode là tính theo volt đó bạn nha, nó sụt áp nha. Đây đây có diode bị cục giò, bị cục khá là cục ha. Rồi tại sao diode lại đo ký hiệu ra volt thế đó, bạn tự tìm hiểu. Đây đo ra nhiều nha. Đây 0,5 à, 0,54 volt ha, là đúng nè. Đó đó, rồi mình đo ngược lại nè thì nó không có lên, ngược lại thì nó sẽ không có lên. Rồi ok, diode này ok. Rồi đây là một cái bóng đèn led, à, mình thử test coi led coi nó sáng không. Không sáng này đúng không ạ? Không. Rồi lại cũng không sáng luôn. Chức năng đo diode mà test led thì lại không sáng.
Mình sẽ thử bóng led nhỏ ở đây. Đây là một con bóng led nhỏ, coi nó có sáng không nha. Led to kia nó không đủ đứt, không đủ điện nó sáng rồi. Led nhỏ này coi sáng không? Không, không sáng nè. Có sáng nhỏ nhỏ các bạn. Có sáng mà sáng rất là yếu. Mình tóm lại là cái này thì có thể đo được diode, test được diode nhưng test led thì cái được cái không các bạn nha. Những bóng led nào nó cần điện áp cao quá thì nó không test được. Rồi, mình sẽ đo volt, đo pin, đo pin nha. Đo điện volt một chiều, đo đo pin. Ở đây là một viên pin nè, pin 4V, mình đo coi nó bao nhiêu. Đây, 3,8V là đúng rồi nha. Pin này pin 4V, 3,8 là đúng rồi. Rồi, mình thử đo điện xoay chiều coi, điện 220 nè. Điện 220, coi nó có ra 220 không. Đây 228 ha. Ok chưa? Chỗ mình là hiện tại điện hơi mạnh. Đây 228 27 ha. Rồi. Mình sẽ thử đo đo ampere và mình tính công suất các bạn coi thử ha. Đây là một bóng đèn. Bóng đèn này là 60W các bạn nha, đèn sợi đốt 60W. Ok chưa? Rồi. Cắm vô. Rồi. Để mà đo được ampere bóng đèn này á. Rồi nó sáng đúng không? Rồi. Mình sẽ lấy cái vỏ này mình che lại cho nó đỡ cháy nha. Rồi. Bạn thấy nè, ở đây mình sẽ chỉnh qua thang đo ampere của nó. Rồi nóng quá bạn, mình tắt hay xíu mình đo thì mình hạ bật nha. Mình tắt đi. Rồi. Mình chỉnh qua thang đo ampere xoay chiều nha bạn. Chú ý là ampere xoay chiều nó không có được ampere một chiều nha. Đây. Rồi, chúng ta sẽ kẹp vô một trong hai cọng dây như thế này nha. Kẹp vô một trong hai cọng dây cho mình nha bạn. Kẹp vô một trong hai cọng dây chứ không kẹp nguyên hai cọng nha. Bạn kẹp hai cọng luôn là sai, đo không được nha. Kẹp hai cọng gì đo không được nha. Kẹp một trong hai cọng thôi. Đó như thế này. Đó, chúng ta bật đèn lên. Ok, 0,22A đúng không ạ? 0,22A. Rồi. Mình thử kẹp cái cọng bên kia coi, kẹp cọng bên đây. Coi nó có giống giống không à. Vẫn như vậy các bạn nha, vẫn là 0,22A các bạn nha. Đây. Vẫn là 0,22A, bạn kẹp cọng nào cũng là 0,22 thôi. Ok chưa? Rồi. Khi các bạn đã có được cái số ampere là 0,22 đúng không ạ? Số ampere của bạn là 0,22 đúng không ạ? Các bạn nhân với điện áp của mình đã là 227V đúng không ạ? Đó, các bạn sẽ được công suất khoảng 49,94W đúng không ạ? Đó, đó là cái anh ta tính công suất. Ok chưa? Trong khi bóng đèn này bóng đèn 60W thì các bạn sẽ hỏi mình là ủa gì là đồng hồ này có sai số hay không? Cái đó thì tất nhiên là sẽ có sai số. Nhưng có đúng hay không thì mình vẫn chưa biết được. Tại vì sai số ở đây có thể là do sai số khi mình đo, hoặc là do sai số của bóng đèn, hoặc là do sai số của cái đồng hồ này. Nói chung là rất là nhiều khả năng sai số có thể xảy ra. Bởi vì vậy khi mình tính ra nó gần gần đúng thì mình ok. Còn các bạn nào muốn mua đồng hồ chính xác á thì các bạn có thể lựa chọn những loại giá vài triệu trở lên, những cái hãng uy tín người ta mua cho nó chính xác. Còn những cái hãng hãng mà giá vài trăm, 500, 600 trở xuống thì thực chất tất cả đều là của Trung Quốc mà thôi, thì cũng là vừa trong cái tầm giá đó thôi. Có nghĩa là trong tầm giá này thì cái này ổn, trong tầm thì cái này nó ổn định ha, và nó chấp nhận được trong tầm giá này. Và các bạn yêu cầu quá cao, yêu cầu chính xác thì dường như rất là khó đối với những loại đồng hồ giá rẻ. Ok chưa? Rồi, video mình tới đây là kết thúc thôi. Đây là cái đồng hồ ST180 Anen. Bạn nào cần có thể liên hệ số điện thoại trên đây của mình. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Rồi, chào các bạn.